là cái hầm để xe của lốc U 2 sắp hoàn thiện rồi. U 2, U 1 luôn, U 1 bên đây. Một đây, còn đây là đang U 2 nè. Đang đứng đây là U 2. À tên. Lúc mình đậu thì xe này đậu, bây giờ xe này đi rồi. Hai bãi xe đã đậu ok rồi. Được mà ngon lành. Một cái lò hồng báo nữa nè. Yeah. Giờ hiện tại là chơi cái lối đi chưa xong nên mình sẽ đi ra bằng cái đường ngoài đây như thường lệ ha. Thấy nó để máy vô em, thấy để máy vô đó. Okay. Đó, xe quá trời nè. Kia ta để nhiều quá hơn. Ui không phải, điện máy xanh không á. Máy xanh hả? Ừ, ờ đúng rồi. Ông kia là điện máy xanh mà anh cãi. Anh nói không phải, điện máy chở lớn. Em hay gõ gẹn chở đồ vô mà. Ngon nó trời quá. Ngon nó trời quá mẹ ơi. Chưa? Giờ đi siêu thị gần mình nhất nha. Đau quá. Mẹ con á, mẹ ngồi mẹ gãi cho con không chịu. Đau quá. Lại coi cái bãi tập kết rác nè. Vậy đó. Ừ. Mày làm vậy đi.
Chị sẽ kéo qua trước đi. Sao? À. Xe đi. Dạng tập kết chở đi chứ đâu phải lấy. Dưới xì gác là tên. Dưới xì gác. Ra đường lê thì chợ là cũng có chợ đâu mà không đi thì chợ. Lê thì chợ có chợ đâu. Dưới xì gác. Thì có Vinmark với Cấp Phút gì đó. Tại vì nó qua đây. Hai cái Vinmark. Đợi em chút đâu. Dưới luôn. Đợi shop house cho mình về chưa thấy nè. Dạy anh em chú gì ghét kìa. À. Let's start. Đây ngay coi đây là đâu. Nói chuyện đàng hoàng chứ ta. Ra cái gì đó. Ê. Hả? Sao xe gác đâm qua? Đâm qua đâu? Xe gác đi lấy gác á. Vậy là mấy chỗ đó chỉ chứa xe thôi mà. Giờ này chắc gió đổi mùa nên nó bị ấy á. Bên ta Phước bay qua. Đi quay phim kìa. Sao? Hả? Dữ. Nó quay nữa. Chắc là thường muốn để quay phim hay gì á. Ừ. Ngứa tay nữa mẹ ơi. Rồi, bể đầu. Ui dơ quá ở dưới đó. Đây nè. Mẹ không nhập. Mẹ không nhập chứ. Thả tao đi chưa tới. Chừng nào tới rồi kêu kêu. Chị cắt cái gì vậy? Cắt gì vậy mẹ? Cắt da. Cho đi dạo. Còn ngứa nữa. Còn ngứa nữa mẹ ơi. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.